Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2. Khi mà quý vị lái xe ở DC, Maryland, Virginia và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Livestream ngày hôm nay ngày thứ Bảy ngày 27 tháng 4 2019. Trước khi mà mời quý vị bước vào những bản tin trong ngày hôm nay với anh Việt Linh và Lệ Ngọc, Lệ Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết của ngày thứ Bảy. Một buổi sáng rất là tuyệt vời cho ngày thứ Bảy vì hiện nay bầu trời trong sáng với những cái ánh nắng xen lẫn với những cái áng mây rất là nhẹ nhàng. Một nhiệt độ hơi se lạnh, 56 độ là nhiệt độ hiện tại, nhưng mà vì có gió Tây thổi 13 cho tới 14 dặm một giờ, thành thử cảm giác làm cho quý vị sẽ có một cái cảm giác se lạnh vào sáng ngày thứ Bảy hôm nay. Nhiệt độ mặc dù đang ở 56 độ, nhưng mà khi bước dần vào buổi trưa thì những cái ánh nắng này sẽ nhường lại những áng mây thưa quý vị. Và cơn gió Tây này sẽ thổi mạnh hơn, có lúc sẽ lên tới trên 25 dặm một giờ. Thành thử ngày hôm nay vào buổi sáng thì thời tiết nó khá se lạnh. Nhưng mà bước vào buổi trưa thì nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên tới 71 độ, buổi tối xuống thấp 54 độ. Ngày mai, ngày Chủ nhật, một ngày Chủ nhật rất là đẹp. Bầu trời nắng trong sáng khô ráo, nhiệt độ cho ngày mai 76 độ và buổi tối rất là mát mẻ, 46 độ. Hy vọng là quý vị ở nhà lắng nghe làn sóng của Đài Phát thanh NPR. Để cho Lê Ngọc và anh Việt Linh gửi đến cho quý vị những sự kiện mới nhất trong ngày hôm nay. Và một lần nữa, một ngày thật là vui, hạnh phúc sẽ đến với tất cả quý vị thính giả trong ngày thứ Bảy hôm nay. Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào câu chuyện của ngày thứ Bảy, ngày cuối tuần sau một tuần lễ mà có quá nhiều những tin tức gửi đến cho quý vị liên quan đến những gì đang xảy ra chung quanh Tòa Bạch Ốc với lại chính trường của nước Mỹ, quá nhiều sự tranh cãi. Và thưa quý vị, hiện nay cử tri dân chúng Mỹ đang nghĩ như thế nào? Có nên luận tội Tổng thống Donald Trump hay không? Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi. There has been much said and written recently about the political risk to Democrats if they pursue impeachment of the president when polls indicate a majority of Americans are not yet in favor of impeachment. Now comes the counter-argument from Elizabeth Drew in her New York Times article entitled The Danger in Not Impeaching Trump. While recognizing... Quý vị vừa mới nghe bản tin mới trong ngày cuối tuần tổng kết những sự kiện xảy ra trong tuần này chung quanh vấn đề cuộc chiến pháp lý với lại Tổng thống Donald Trump, thì kết quả thăm dò ý kiến của công luận ở ngay tại nước Mỹ mới được Washington Post, ABC News công bố, đa số dân chúng Mỹ lên tiếng cho rằng họ không muốn chuyện Quốc hội Hoa Kỳ tìm cách luận tội Tổng thống Donald Trump. Kết quả của lần thăm dò, thưa quý vị, có 56% người được hỏi ý kiến không đồng ý chuyện luận tội của Tổng thống Donald Trump trong tháng vừa mới qua đây. Và ngay trong những ngày đầu của tháng 4 thì kết quả cũng giữ như vậy, thưa quý vị. Có 37% thì đồng ý luận tội mà thôi. Có 6% không có ý kiến. Các quan sát viên cho kết quả này sẽ gây lúng túng cho Chủ tịch Hạ viện của bà Nancy Pelosi và nhiều lãnh tụ của bên đảng Dân Chủ. Vì trong lúc nhiều chính trị gia bên đảng Dân Chủ lên tiếng muốn luận tội, thì ngay chính bà Pelosi ngay từ những giây phút đầu quý vị cũng nghe là bà nói là không, cái thời gian này không nên luận tội Tổng thống Donald Trump. Ông không đáng mà phải lo vào những cái chính sách để lo cho người dân Mỹ. Nhưng mà quý vị vừa mới nghe, có một người đó là bà Elizabeth Drew. Bà này là một nhà báo ở ngay tại Washington, thì bà có một bài viết ở ngay trên New York Times vừa mới được đưa ra. Mà khi nói đến nhà báo Elizabeth Drew thì chính bà là cũng là người đưa tin về sự kiện Watergate. Bà nói rằng nếu mà không luận tội Tổng thống Donald Trump thì việc đó sẽ mang đến
một cái chuyện mà người ta sẽ không muốn. Và chuyện đó là chuyện gì thưa quý vị? Quyết định mà đảng Dân Chủ bên phía Hạ viện phải đối mặt về việc có nên tiến hành luận tội Tổng thống Donald Trump hay không còn khó khăn và có thể đem đến một phản ứng ngược, một hậu quả hơn so với những gì đang xảy ra. Những lập luận được đưa ra bởi vì các nhà lãnh đạo Hạ viện, đặc biệt trong đó có bà Nancy Pelosi, cũng lên tiếng chống lại điều luận tội Tổng thống Donald Trump, và hiện nay ngay cả Hạ viện cũng đang có sự chia rẽ về vấn đề này. Đảng Dân Chủ, theo lời của bà Nancy Pelosi, có thể nếu luận tội Tổng thống Donald Trump thì điều này không mang lại những cái điều mà họ không mong muốn, nhưng nếu không luận tội thì cũng có thể gặp những điều rủi ro, vì Tổng thống Donald Trump, một vị tổng thống đương nhiệm, đã lạm quyền rõ ràng và hiến pháp. Khi mà nói đến tổng thống thì thưa quý vị, đó là một nhân vật mà lãnh đạo một nước Mỹ mà lại không tôn trọng những gì mà ông nói đến. Và hiện nay dù là đa số người dân Mỹ họ cho rằng là không nên luận tội Tổng thống Donald Trump, nhưng họ lại nói rằng họ tin là Tổng thống đã nói dối rất là nhiều. Thưa quý vị, đó là câu chuyện ngày hôm nay mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị để tổng kết tất cả những sự kiện xảy ra trong tuần, và người dân Mỹ cũng như các chính trị gia họ đang nghĩ gì về những gì đang xảy ra, những điều mà Tổng thống Donald Trump làm lạm quyền với chức vụ Tổng thống của nước Mỹ. Và thưa quý vị, trước khi mà Lê Ngọc mời anh Việt Linh gửi đến cho quý vị những tin tức liên quan đến Việt Nam thì mới đây trong ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump ông đã lên tiếng và ông kêu gọi người dân Mỹ phải tự bảo vệ. Và lần này bảo vệ về vấn đề gì thưa quý vị? Bằng cách là phải tiêm vaccine phòng bệnh sởi, trong cái tình hình là bệnh sởi đã bùng phát rất nhiều trên khắp cả rất nhiều tiểu bang của nước Mỹ, với số ca mà nhiễm căn bệnh này tăng lên tới một mức cao nhất tại nước Mỹ kể từ năm 2000 cho tới nay. Tổng thống Trump đã nhấn mạnh rằng sự cần thiết để mà phải phòng vaccine về bệnh sởi. Hơn 200 sinh viên và nhân viên tại hai trường đại học ở tiểu bang California, thưa quý vị, vừa mới bị cách ly do có thể đã tiếp xúc với người bị nhiễm sởi, nhưng mà những sinh viên này lại chưa tiêm vaccine phòng sởi hoặc là không chứng minh rằng là họ đã tiêm phòng đầy đủ. Do đó, Sở Y tế thành phố Los Angeles thông báo cái lệnh cách ly đã được ban hành. Theo đó, những người bị nghi là bị nhiễm sởi ở trường Đại học California tại Los Angeles, tức là UCLA, và Đại học của tiểu bang California phải ở trong nhà và phải thông báo với giới chức y tế nếu phát hiện những triệu chứng của bệnh sởi. Đồng thời thì những sinh viên này phải tránh tiếp xúc với người khác cho đến khi hết thời gian cách ly, hoặc là cho đến khi họ cung cấp được cái hồ sơ là đã tiêm phòng sởi. Lệnh cách ly này có hiệu lực từ trong vòng 24 tới 48 tiếng đồng hồ, nhưng một số người thì có thể sẽ phải cách ly cho tới một tuần. Và bên cạnh đó thì giới chức y tế Mỹ cũng đang nỗ lực khống chế dịch sởi đang lan rộng ở nước, thưa quý vị, ở trong nước. Và theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, tức là CDC, công bố thì nước Mỹ đã ghi nhận tới 695 ca bị nhiễm sởi trong năm nay. Đây là con số cao nhất kể từ khi mà nước Mỹ tuyên bố loại bỏ được cái virus nguy hiểm này vào năm 2000. Và sự bùng phát trở lại của dịch bệnh sởi từng được xóa bỏ có liên quan đến phong trào chống vaccine ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Đây là một cái phong trào tẩy chay vaccine phát triển mạnh ở các nước phương Tây, đặc biệt là ở nước Mỹ chúng ta, nơi ngập tràn những thông tin về cái sự tác hại của vaccine trên trang mạng xã hội. Trong khi đó thì Quỹ Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc, tức là UNICEF, cũng mới đây công bố một bản báo cáo cho thấy là trong khoảng thời gian từ năm 2010 cho tới năm 2017, ít nhất 169 triệu trẻ em đã bị bỏ lỡ mũi tiêm vaccine sởi đầu tiên, tương đương với tỷ lệ trung bình
là trên 21 triệu em cho một năm. Và bệnh sởi đó là căn bệnh rất là lây nhiễm, phải nói là lây nhiễm cao, có khả năng dẫn đến những cái tác hại đó là mù lòa, điếc, tổn thương não và tử vong. Những cái ca nhiễm sởi đang rất là tăng nhanh, không những ở nước Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì chỉ trong 3 tháng đầu của năm nay, thế giới đã ghi nhận hơn 110.000 ca nhiễm bệnh. Con số này tăng tới 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, với cái dịch của bệnh sởi đang bùng phát, thưa quý vị nhớ đi vaccine về bệnh sởi cho cả trẻ em và nhiều khi, thưa quý vị, ngay cả những quý vị cao niên, cẩn thận. Và tiếp theo, Lê Ngọc xin mời quý vị đến với lại anh Việt Linh trong bản tin liên quan đến Việt Nam. Xin mời anh Việt Linh. Xin chào cô Lê Ngọc. Xin kính chào quý vị thính giả. Theo những nguồn tin từ Việt Nam mấy tuần qua, đã đồn đoán về sức khỏe của đảng trưởng Đảng Cộng sản Việt Nam bị đột quỵ, phải đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Hiện chưa biết sống chết ra sao, cũng không hề thấy xuất hiện trong các nghi lễ ngoại giao gần đây, làm mọi người càng tin tưởng hơn về tính mạng của Nguyễn Phú Trọng đã cận kề giữa hai bờ sinh tử, hay vẫn còn đang ăn cháo lấy lại sức từng ngày để tiếp tục con đường bán nước cầu vinh, đưa đất nước và con người Việt Nam vào vòng kềm tỏa nô lệ giặc Tàu tiếp theo. Việt Linh xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài phân tích của nhà báo Phạm Trần về tương lai mập mờ của Nguyễn Phú Trọng ra sao. Bất cứ lãnh đạo nào ở Việt Nam nói Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không bị bệnh hiểm nghèo là nói dối, bịp dân và đánh lừa giới ngoại giao tại Hà Nội. Bằng chứng, ông Trọng, người đứng đầu đảng duy nhất cầm quyền của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã không xuất hiện trước đám đông, dù là trong đảng hay ngoài xã hội, kể từ trưa ngày 14 Tây tháng 4 năm 2019, là kể từ khi ông có tin bị đột quỵ trong lúc đang chỉ đạo các cấp lãnh đạo đảng bộ tỉnh Kiên Giang. Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam được nói rằng đã ra lệnh cho báo đài nhà nước phải tuyệt đối không loan tin về ông Trọng sau khi rời Kiên Giang, nhưng cũng không lên tiếng cải chính tin của các mạng xã hội nói rằng ông Trọng đã được cứu sống ở Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn và sau đó đưa về Hà Nội chữa trị tiếp kể từ chiều ngày 16 Tây tháng 4 năm 2019. Tuy nhiên, Ban bảo vệ sức khỏe lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ đã không đưa ra bất cứ thông tin nào thêm về tình trạng sức khỏe của ông Trọng. Lý do, Ban tuyên giáo che kín thông tin sức khỏe của ông Trọng vì theo luật bảo vệ bí mật nhà nước, ban hành ngày 15 Tây tháng 11 năm 2018, trong đó có khoản cấm ghi tại Điều 7 đối với thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước. Bằng chứng, ông Nguyễn Phú Trọng, 75 tuổi, đã không làm được hai việc từng được lên kế hoạch từ trước. Thứ nhất, hủy bỏ cuộc tiếp phái đoàn chính thượng nghị sĩ lưỡng đảng Hoa Kỳ, ấn định vào ngày 18 tháng 4 tại Hà Nội. Đoàn do nghị sĩ dân chủ Patrick Leahy, tiểu bang Vermont và phó chủ tịch ủy ban chuẩn chi thượng viện cầm đầu thăm Việt Nam để xem xét công tác tẩy xóa chất độc da cam và công tác giúp người khuyết tật. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bí thư Trần Quốc Vượng, người đứng hàng thứ hai sau ông Trọng, đã thay ông Trọng tiếp phái đoàn này. Thứ hai, ông Trọng không cầm đầu phái đoàn đi Trung Cộng để họp hội nghị thượng đỉnh vành đai con đường lần thứ hai ở Bắc Kinh từ ngày 25 đến 27 Tây tháng 4 theo lời mời của lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông báo chính thức ngày 22 Tây tháng 4 cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cầm đầu phái đoàn Việt Nam, cũng giống như nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thay mặt Việt Nam đọc diễn văn tại hội nghị này hồi tháng 5 năm 2017. Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày quan điểm của Việt Nam vào ngày 26 tháng 4
Sau đó, ông Phúc sẽ có các cuộc họp với lãnh đạo cao nhất của Trung Cộng. Trước khi ngã bệnh bất ngờ, ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị trong chuyến đi sẽ có cuộc gặp riêng với ông Tập Cận Bình để trao đổi về tình hình hai nước, tình hình Biển Đông, triển vọng hợp tác song phương giữa sáng kiến hai hành lang một vành đai của Việt Nam với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Cũng qua lần họp này, nếu thuận lợi, ông Trọng sẽ đề cập đến chuyến đi thăm Mỹ sắp tới của ông theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thứ ba, ông Nguyễn Phú Trọng cũng vắng mặt ở một số hội nghị của tổ chức và đảng địa phương như ông đã làm tại Kiên Giang trong hai ngày 13 và 14 tây tháng 4. Trong số này, có hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội Nhà báo năm 2018 tổ chức tại thành phố Cần Thơ ngày 19 tháng 4 năm 2019. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đã thay ông Trọng chỉ đạo hội nghị. Ông Trọng cũng không thể đi dự hội nghị kiểm điểm nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Đây là công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nằm trong khuôn khổ chọn nhân sự cho các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng thứ 13, dự trù diễn ra đầu tháng 1 năm 2021. Thường trực Bí thư Trần Quốc Vượng đã thay ông Trọng dự hội nghị. Thứ 4, trong lịch tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, dự trù khai mạc ngày 20 tháng 5 năm 2019, không thấy ghi buổi gặp cử tri của đoàn đơn vị 1 gồm Ba Đình, Hoàng Kiếm và Tây Hồ do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Những chỉ dấu trên cho thấy chưa bao giờ ông Trọng đã vắng mặt hay không có việc gì làm trong thời gian dài như thế. Ít nhất là trên 10 ngày kể từ khi có tin ông bị đột quỵ ở Kiên Giang trưa ngày 14 tây tháng 4. Không có bất cứ tin nào về ông Trọng được lộ ra khỏi Hà Nội. Với tình trạng sức khỏe tương đối ổn định, kể từ khi ông được bầu làm Tổng Bí thư Đảng khóa 11 năm 2011, sau đó kiêm luôn chức Chủ tịch nước từ ngày 23 tây tháng 10 năm 2018. Ông Trọng là người năng động và rất tích cực trong chiến dịch chống tham nhũng, chống chạy chức chạy quyền và từng hô hào chống tham nhũng quyền lực trong đảng. Tuy nhiên, ông lại là người nắm giữ nhiều chức vụ hơn bất cứ tổng bí thư, chủ tịch nước tiền nhiệm nào. Ngoài hai chức đầu đảng, đầu nước, ông Trọng còn là bí thư quân ủy trung ương, ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đảng Cộng sản Việt Nam. Riêng trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng thứ 13 tổ chức vào tháng Giêng năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã một mình nắm hai chức quan trọng nhất là trưởng tiểu ban văn kiện đảng và trưởng tiểu ban nhân sự. Tiếng nói của ông sẽ ảnh hưởng rất nặng ký trên đường đi nước bước của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm tới. Đồng thời, với chức trưởng tiểu ban nhân sự, ông cũng có quyền sinh sát đối với việc chọn các ủy viên Trung ương Đảng và đặc biệt là Bộ Chính trị, trong đó có hai chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước dành cho một người như ông bây giờ. Vậy bây giờ, sau khi ngã bệnh, có dấu hiệu không nhẹ thì một viễn ảnh không có một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang mờ nhạt dần sẽ tạo cơ hội cho ai? Trong số 15 ủy viên Bộ Chính trị còn lại có cơ hội thay ông. Nếu căn cứ vào thâm niên đảng viên và vị trí trong Bộ Chính trị khóa đảng 12, thì người ấy có thể là ông Trần Quốc Vượng, hiện giữ chức thường trực bí thư, đứng hàng thứ hai sau ông Nguyễn Phú Trọng. Như vậy, sao bóng mờ Nguyễn Phú Trọng sẽ là ai? Hay chẳng có ai được nổi lên cho đến khi cuộc cờ phải phân thắng bại giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Có điều đáng quan tâm
là trong cuộc họp được gọi là vun đắp cho mối quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh ngày 21 tây tháng 8 năm 2018 tại Bắc Kinh giữa ông Trần Quốc Vượng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, thì lãnh đạo họ Tập đã cho ông Vượng biết rằng hiện nay đang diễn ra những thay đổi phức tạp và sâu sắc liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực. Như vậy, trước việc Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam tiếp tục giấu tin ông Trọng, thì liệu chuyến đi Trung Cộng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị thượng đỉnh Vành đai Con đường lần thứ hai từ ngày 25 đến 27 tháng 4 năm 2019 có cơ may mở ra một con đường thoát Trung nào cho Việt Nam hay không, hay sẽ chỉ bé hơn qua hình ảnh của cuộc họp bất ngờ năm 2018 giữa Tập Cận Bình và Trần Quốc Vượng? Kính thưa quý vị thính giả, trên đất nước Việt Nam chúng ta ngày nay, cứ hễ ai làm việc gì đem đến sự ấm no, công bằng, giúp đỡ cho những người dân thấp cổ bé miệng, thì cứ y như rằng những người có chức có quyền trong chính quyền, trong hàng ngũ những kẻ mất lương tri con người, nhưng trong tay lại nắm gươm lệnh, thì họ lại cho rằng đó là những điều thiện, đi nghịch lại với những điều ác do Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương. Họ luôn cho rằng việc phát cơm từ thiện giúp dân là những điều thiện, mà những điều thiện thì luôn luôn đối nghịch với những cái ác, với cái chủ trương hà khắc trị dân của họ. Và dĩ nhiên họ sẽ thẳng tay đàn áp, ngăn cản. Việt Linh xin mời quý vị cùng nghe một câu chuyện ngắn về sư cô Phạm Ái Hạnh, trưởng nhóm phát cơm từ thiện ở bên hông bệnh viện Chợ Rẫy, đã đối đáp như thế nào với bè lũ cầm quyền khi bị chúng ra tay ngăn cản. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cách đây một tháng, chúng tôi đang phát cơm từ thiện cho bà con nghèo, bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh, người cơ nhỡ tại đường Phạm Hữu Chí, phía sau lưng bệnh viện Chợ Rẫy, thì bị cả chục người áo xanh nước biển mang danh là quản lý đô thị đến làm việc. Bên cạnh đó, có thêm một chị gái xưng là trưởng ban y tế phường đến thị uy với chúng tôi. Tôi xin kể sau đây bài viết này. Trước tiên tôi muốn nói đến về cảnh quan ở con đường Phạm Hữu Chí. Đây là con đường thực sự rất vắng vẻ, yên tĩnh, không có quán xá, hàng nước, hàng rong hay xe ôm gì cả. Song phía đầu bên kia của con đường này là trạm xe Quốc Hoàng, tồn tại lâu năm với sự lấn chiếm lòng đường, lề đường khi xuống hoặc lên hàng cho hành khách, rồi đón khách trở về tỉnh Đồng Tháp. Ấy vậy mà trong mắt mấy ông quản lý đô thị lại là được phép, nên hãng xe đó họ vẫn an nhiên tự tài mà hoạt động trong nhiều năm qua, kiếm tiền và giàu có, không biết có sôi chè gì không mà vẫn bình chân như vậy. Còn nằm về phía bên đây, nơi chúng tôi phát cơm từ thiện, thì con đường nằm sau lưng vách bệnh viện Chợ Rẫy và vách tường phía sau của trường Hồng Bàng. Bởi vậy, nó vắng như chùa Bà Đanh. Vì thế, sau khi khảo sát, quan sát, tôi quyết định chọn địa điểm này để phát cơm, nhằm bảo đảm an toàn cho người cho cũng như người nhận, lại không phải va chạm với mấy người xe ôm hay gánh bán hàng rong. Và bà con bệnh nhân hay thân nhân nuôi bệnh sẽ rất thuận lợi bởi có cổng số 5, trại 25, được mở phía sau, chỉ bước vài bước qua cổng này thì đã tới điểm phát cơm. Nhờ vậy mà 13 năm qua, chúng tôi đã phát cơm một cách an yên. Tuy nhiên cách đây một tháng, khi đang phát cơm, tôi bị một đám người áo xanh quản lý đô thị và ban y tế phường mời ra nói chuyện. Họ nói rằng, theo như chúng tôi được biết, sư cô phát cơm ở đây vào ngày thứ tư, khoảng 10 giờ 30 với quy mô lớn cả ngàn phần cơm. Dạ đúng rồi, mấy chú hay quá, đáng nể thật, rất chính xác. Vậy cô phát được bao lâu rồi?
Dạ, mới được 13 năm. Trước đây sư cô phát cơm ở đâu? Dạ, năm đầu chúng tôi phát ở đường Nguyễn Chí Thành và Thuận Kiều, nhưng thấy phức tạp quá, chúng tôi về phát lại tại đây để cho đến bây giờ. Giờ tôi báo với sư cô một việc. Giọng của cô trưởng ban y tế thị uy với sư cô là phường ra chỉ thị cấm các nhóm từ thiện phát cơm trong khu vực phường này. Hồi trước Tết, chúng tôi có dán giấy thông báo lên tường bệnh viện và ở các cổng khác, và cũng gặp trao đổi với các nhóm khác, nên bây giờ các nhóm đó đã ngưng hoạt động. Có nhóm nào đó của một ông thầy đã ngưng rồi, nên giờ chỉ còn lại nhóm của sư cô mà thôi. Chắc có lẽ do sư cô không biết và không đọc thấy thông báo dán lên tường. Vậy hôm nay tôi thông báo cho sư cô biết để chấm dứt việc hoạt động phát cơm từ thiện này. Vị sư cô đáp trả. Cô nói quý vị nghe nha. Quả thật tôi không biết quý ông quý bà ở phường cho dán thông báo lên tường bệnh viện. Thông thường, quý vị cấm dán giấy quảng cáo rao vặt trên tường, trên cây, làm mất vẻ đẹp cảnh quan của thành phố. Bởi vậy tôi không nghĩ là quý vị có dán giấy thông báo rồi. Thứ hai, khi mà đi cấm hoạt động từ thiện của chúng tôi cùng các nhóm khác, quý vị có tìm hiểu tại sao chúng tôi phải cực khổ, lao nhọc đi chợ nấu cơm và phát cơm không? Và phát đến tay ai? Phát cơm nhằm mục đích gì? Rồi quý vị thừa biết là đối tượng đến nhận cơm của chúng tôi là ai không? Họ sống như thế nào? Quý vị có lên tận các phòng bệnh viện nhìn xem cảnh khổ của bệnh nhân và người nhà tại các bệnh viện không? Tôi hỏi điều này nha. Cha mẹ, vợ hay chồng, hoặc con, hoặc người thân của quý vị, có ai nằm viện lâu dài như những người bệnh này chưa? Trưởng ban y tế phường nói, tụi tôi chỉ là nhân viên làm theo phận sự, trách nhiệm mà thôi. Sư cô ơi, lãnh đạo chỉ thị xuống thì phải nên làm. Sư cô thông cảm ngưng hoạt động từ thiện này lại. Vị sư cô trả lời tiếp, thế quý vị kêu mấy ông lãnh đạo xuống bệnh viện, khảo sát xem người dân kêu ca, tán thán điều gì? Kêu mấy ông lo cho dân đi, giúp dân có ăn, có chỗ ở đi. Vào mà nhìn xem bệnh nhân quá tải kìa. 2-3 bệnh nhân nằm chung một cái giường. Còn người nuôi bệnh thì la liệt. Họ khổ sở đến thế nào? Chính quyền như mấy ông, không lo những việc chánh đáng, nên làm giúp dân, tạo cho dân được cơm no áo ấm đi. Trong khi đó, chúng tôi là dân bình thường, lo cho dân với nhau cũng là cho làm mất đi an ninh xã hội. Nè, nếu có lòng nhân đạo một chút, mấy ông mấy bà nên về báo cáo với lãnh đạo thế này. Họ phát cơm cho bệnh nhân. Trong vòng có nửa tiếng đồng hồ, họ cho xếp hàng trật tự và phát cơm. Một tháng, họ phát tại bệnh viện Chợ Rẫy chỉ có một lần. Thôi mấy xếp cho họ phát đi. Làm điều gì cũng nhờ gieo tạo phước đức cho con cháu mình, chứ đừng nên làm chuyện thất đức. Nè, sư cô phát bên đây và cả bên bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch nữa phải không? Dạ, chúng tôi đi phát 8 bệnh viện trong thành phố, trong đó có cả bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch. Nè, bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch cũng thuộc khu vực phường này, nên sư cô cũng không được phát cơm từ thiện bên đó nữa nha. Ủa? Vậy sao mấy ông không đi dẹp mấy người bán hàng lấn chiếm lòng đường lề đường ở trước cổng Nguyễn Chí Thanh và các cổng khác đi? Ở đó mới thật sự làm mất trật tự an ninh đó. Họ tràn lan ra đường, gây tắc đường, cản trở những xe cứu thương vào đón bệnh hay cấp cứu chuyển bệnh. Vị sư cô đáp trả. Mấy ông biết không? Tụi tôi ăn nhờ vào cơm từ thiện không đó. Mấy ông cấm người ta phát cơm, sau này con cháu mấy ông, mấy bà, thế nào cũng chết đói, chết khát à? Một người dân đứng kế bên nghe cuộc nói chuyện bức xúc quá nên lên tiếng chen vào. Vị sư cô không muốn mất thời gian để đôi co với những con người máu lạnh này nữa, nên rút lại. Quý vị về nói với lãnh đạo gửi cho tôi xem công văn nào ngăn cấm việc làm của chúng tôi đã làm sai chỗ nào. Trong thời gian sau một tháng,
Nếu tôi không nhận được công văn có dấu, có mộc và chữ ký của lãnh đạo chính quyền, tôi sẽ tiếp tục quay lại hoạt động phát cơm từ thiện cho bệnh nhân. Một tháng trôi qua, chúng tôi không nhận được giấy thông báo hay công văn gì cả. Và 16 giờ chiều ngày qua, 23 tây tháng 4 năm 2019, chúng tôi đã tiếp tục trở lại phát cơm từ thiện tại điểm cũ của mình. Họ nhanh lắm, chưa đầy 5 phút đã có mặt sau chúng tôi rồi chụp hình, quay phim, lấy bằng chứng là chúng tôi đã có tiếp tục phát cơm vào chiều ngày 23 tây tháng 4. Lại là cô gái trưởng ban y tế phường, cao giọng hách dịch. Nè, chúng tôi đã nói với sư cô là không cho phát cơm nữa, sao sư cô cứ phát hoài vậy? Vị sư cô trả lời, tôi chưa nhận được công văn có dấu mộc của chính quyền, và tôi cũng không có làm gì sai. Mấy ông mấy bà lẽ ra phải tạo điều kiện giúp đỡ và hợp tác với chúng tôi để giúp dân mới đúng. Cô gái trưởng ban y tế phường lên giọng, sư cô mà ngoan cố thì đến lúc quản lý đô thị xuống bắt nhốt hết lên phường và đóng phạt thì đừng có trách nghe. Nói xong cô ta lên xe bỏ đi. Mấy thầy trò chúng tôi động viên nhau, và bên kia cánh cửa bệnh viện, bà con bệnh nhân ở phía trong kêu, cho tụi em mấy hộp ăn đi chị ơi. Cứ như thế, chúng tôi truyền qua khe cửa cho bệnh nhân và người nhà của họ cho đến khi không còn một hộp cơm nào. Sau đó, đứng nhìn họ mở cơm ra ăn ngon lành với món cơm bông bóng xào cà ri xả ớt dùng với canh chua rau muống tuyệt vời đúng điệu, dễ ăn trong mùa nắng này. Lên xe về, lòng buồn lắm vì đất nước mình sao lại có những kẻ cầm quyền từ trên xuống dưới, không còn lương tri nữa. Ngày nào cũng nghe những điều trái tai gai mắt về những việc phi đạo lý, phi đạo đức, mất nhân tính trong cái lĩnh vực này. Và những kẻ làm sai phạm lại là những kẻ nắm quyền lực có quyền thế. Đất nước ơi, rồi sẽ trôi nổi về đâu? Người dân mình sẽ sống như thế nào? Sống ra sao? Tôi đã khóc. Khóc cho đất nước, cho nhân dân, cho đồng bào tôi. Và thưa quý vị, trở lại với những tin tức liên quan đến nước Mỹ và đặc biệt là Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế, thì rất là bất ngờ một tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua thì ông đã thông báo là chính quyền của Tổng thống Trump sẽ ngừng phê chuẩn Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế của Liên Hiệp Quốc và nước Mỹ sẽ rút ra khỏi Hiệp ước này. Phát biểu của Tổng thống Donald Trump ngay tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ, tức là NRA, trong ngày hôm qua, thưa quý vị, ông đã nói như thế nào? Thì đây là một cái hiệp hội, một cái hội nghị thường niên được tổ chức ngay tại Indianapolis của tiểu bang Indiana. Thì Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng và ông đã cho rằng là dưới thời chính quyền của Tổng thống thì sẽ chẳng bao giờ chịu từ bỏ chủ quyền của nước Mỹ cho bất cứ ai. Đó chính là lý do tại sao chính quyền của Tổng thống sẽ không bao giờ ký hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế. Và Tổng thống đã chính thức tuyên bố rút ra khỏi hiệp ước này, rút lại chữ ký và Liên Hiệp Quốc sẽ sớm nhận được thông báo chính thức về nước Mỹ rút ra khỏi hiệp ước. Và Tổng thống Trump còn kêu gọi là ông đã gọi hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế được ký vào năm 2013 dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama, đó là một sai lầm tồi tệ và còn là một mối đe dọa cho sự tự do của nước Mỹ. Cụ thể Tổng thống nói đến đó chính là quyền sở hữu vũ khí được đề cập trong tù chính án thứ hai. Và ngay lập tức sau lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump thì ông đã bị chỉ trích rất là gay gắt. Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế đã được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 2 tháng 4 của năm 2013, đánh dấu việc lần đầu tiên trên thế giới có một hiệp ước đặt ra những nguyên tắc toàn cầu đối với việc chuyển giao và sử dụng vũ khí nhằm để bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ nhân quyền trong vấn đề hoạt động buôn bán vũ khí thông thường.
Và cho đến nay, cái số quốc gia đã chính thức tham gia vào hiệp ước này, con số này thưa quý vị 101, đó là những cường quốc xuất khẩu vũ khí. Và ngay cả với nước Mỹ thưa quý vị, mà chúng ta biết nước Mỹ là một cường quốc về vũ khí là số 1 trên thế giới, dưới thời của chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, thì ông đã ký kết hiệp ước này bất chấp sự phản đối của Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ và các nhóm bảo thủ khác, khi cho rằng hiệp ước này làm suy yếu đến quyền sử dụng súng ở trong nước, mà vì lý do này Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến, đó là quyền sở hữu vũ khí trong tù chính án thứ hai. Và ngay sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, một số nhóm quốc tế đã lên án hành động này của nước Mỹ. Chủ tịch của nhóm Oxfam ở ngay tại Mỹ, đó là một liên minh quốc tế tìm giải pháp lâu dài cho vấn đề nghèo đói và bất công, cũng đã tuyên bố và lên tiếng cho là hành động này của nước Mỹ sẽ mở đường cho các nước, trong đó có Iran, Bắc Hàn và Syria, tiếp tục không ký kết hiệp ước lịch sử nhằm mục đích duy nhất, đó là bảo vệ những người dân vô tội khỏi vũ khí chết người. Còn theo một nhân vật, đó là ông Adoti Akwai, ông này thuộc tổ chức ân xá quốc tế của Mỹ, với thông báo này thì ông nói rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ mở cửa trở lại cho hàng loạt những thương vụ bán vũ khí, trong đó các tiêu chí về nhân quyền bị xem nhẹ đi. Cùng với quan điểm này thì Giám đốc chương trình quốc phòng thuộc Trung tâm Tư vấn Chính sách Stimson, Rachel Stowe, cũng lên tiếng là quyết định của chính quyền của Tổng thống Donald Trump chỉ làm lợi cho các nhà sản xuất vũ khí của nước Mỹ. Riêng tại Liên Hiệp Quốc thì rất nhiều viên chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc cho biết là họ không biết là ông Donald Trump đã lên kế hoạch rút chữ ký của Mỹ ra khỏi hiệp ước. Đánh giá của giới phân tích thì việc Mỹ rút ra khỏi hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế của Liên Hiệp Quốc sẽ giúp cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc cải tổ những chính sách xuất khẩu vũ khí nhằm củng cố ngành công nghiệp nội địa của Mỹ, vốn đã bị thống trị trong việc mua bán vũ khí toàn cầu. Và kể từ khi mà Tổng thống Donald Trump đắc cử, thì ông luôn là người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền sử dụng súng ở nước Mỹ, cũng như lợi ích của Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ NRA. Và đây là một tổ chức đóng vai trò rất là quan trọng cho lợi ích chính trị của chính Tổng thống Donald Trump. Theo Trung tâm Phản hồi của Chính trị của nước Mỹ, một nhóm nghiên cứu về những hoạt động chi tiêu cho chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên của nước Mỹ trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016, thì thưa quý vị, chính NRA, Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ, đã chi ra một số tiền hơn 30 triệu Mỹ Kim để ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị cũng vừa mới biết, không biết là quý vị thính giả nào có nhận được email của Tổng thống Donald Trump kêu gọi ký để mừng sinh nhật của đệ nhất phu nhân Melania Trump. Tổng thống Donald Trump thì người ta thấy trên Twitter, Tổng thống chưa chúc mừng sinh nhật của Melania, nhưng đã cùng với lại bà Melania Trump ăn tối với vợ chồng của Thủ tướng Nhật Bản ngay tại Tòa Bạch Ốc trong ngày vừa mới qua đây. Trong ngày hôm qua, bà Melania Trump vừa tròn 49 tuổi thưa vị, nhưng điều mà người ta thấy là ông Trump vẫn chưa có lời chúc mừng sinh nhật nào gửi tới đệ nhất phu nhân trên trang mạng xã hội mà thôi. Thay vào đó thì Tổng thống cùng với phu nhân chủ trì một bữa tiệc tối riêng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân Aki ngay tại Tòa Bạch Ốc. Và Tổng thống Trump đã hỏi Melania Trump rằng liệu bà có muốn ăn tối cùng với vợ chồng ông Abe không? Và bà Melania đã đồng ý. Một ngày trước đó thì Tổng thống đã gửi rất nhiều email đến những người ủng hộ, kêu gọi họ đóng góp 1 triệu chữ ký vào thiệp sinh nhật của Melania Trump. Nguyên văn mà Tổng thống kêu gọi: sinh nhật đệ nhất phu nhân Melania tuyệt vời của chúng ta đang đến gần, và tôi muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho Melania vì cô ấy rất là đặc biệt với tôi. Và tất cả chúng ta đều biết rằng Melania là một người vợ, một người mẹ và đệ nhất phu nhân tuyệt vời. Hãy giúp cho tôi, hãy giúp cho cô ấy thấy là người dân Mỹ yêu
cô ấy nhiều như thế nào. Và điều này đã làm cho mọi người nhớ lại là vào năm ngoái, Tổng thống Donald Trump cũng kêu gọi chữ ký để mừng sinh nhật cho Melania Trump. Và ông còn một điều mà ông thừa nhận là ông không tặng cho vợ mình quà sinh nhật vì ông quá bận. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc cũng chúc mừng sinh nhật của bà Melania trên Twitter và đăng kèm một bức ảnh là bà ngồi một mình trên sofa trong cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Séc hồi tháng 3 với khoảng 20 phóng viên đang vây quanh tác nghiệp về hai nhà lãnh đạo này. Và một lần nữa, thưa quý vị, ngày 26 tháng 4 đó là ngày sinh nhật của đệ nhất phu nhân Melania Trump, 49 tuổi. Và những tin tức liên quan đến nước Mỹ thì Tổng thống Donald Trump sau cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nga và Bắc Hàn thì Tổng thống Donald Trump ông đã lên tiếng phát biểu với báo giới ngay tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump đã khẳng định là ông rất là cảm kích về sự hỗ trợ của Nga và ngay cả Trung Quốc trong vấn đề Bắc Hàn. Ông hoan nghênh những tuyên bố của ông Vladimir Putin về vấn đề Bắc Hàn sau cuộc gặp thượng đỉnh này. Phát biểu ngay tại Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Donald Trump ông còn cho biết thêm là còn Trung Quốc cũng đang giúp sức bằng cách tiến hành những nỗ lực hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo của Bắc Hàn. Và Tổng thống Trump khẳng định là ông rất là cam kết về sự hỗ trợ của hai nước Nga và Trung Quốc trong vấn đề Bắc Hàn. Thì trước đó một ngày, quý vị đã nghe những cái tin tức về ông Putin và Kim Jong-un đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ngay tại thành phố của cảng Vladivostok của nước Nga. Và tại cuộc hội đàm này, thì hai bên đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương, cũng như là trong đó có rất nhiều vấn đề về khu vực và quốc tế cùng quan tâm với nhau, bao gồm những biện pháp trừng phạt liên quan đến hồ sơ hạt nhân của Bắc Hàn. Và trong một cái cuộc họp báo ngắn sau hội đàm, thì ông Putin đã cho biết là cần phải hướng tới một cái mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo của Bắc Hàn từng bước và phải cẩn trọng để tránh cái tình huống là tiến một bước mà lại lùi hai bước. Ông cũng nhấn mạnh là cần nối lại những nỗ lực quốc tế, trong đó cái bước đi quan trọng nhất là phải bảo đảm chủ quyền của Bắc Hàn. Trong khi đó thì thưa quý vị, trong ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump ông cũng có một cái ông tham dự một sự kiện ở ngay tại thành phố Indianapolis của tiểu bang Indiana, mà trong đó thì quý vị đã nghe lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rút nước Mỹ ra khỏi hiệp ước về vấn đề súng ở ngay tại Liên Hiệp Quốc. Thì sự việc gì đã xảy ra trong ngày hôm qua? Thì vào khoảng 12h30 trưa của ngày hôm qua, khi mà Tổng thống Donald Trump ông vừa mới đang bước lên trên bục sân khấu, thưa quý vị, thì ông đã bị một chiếc điện thoại di động ném từ đám đông ngay lên phía đối diện của Tổng thống Donald Trump ngay lập tức. Chuyện gì đã xảy ra thì chúng ta cũng có thể mường tượng và biết được. Đó là một người đã bị bắt ngay lập tức và cuộc điều tra đang diễn ra. Và cơ quan mật vụ Mỹ vừa mới cho biết trong ngày hôm nay là sự việc xảy ra khi mà Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA, và người đàn ông bị bắt đã được xác định là tên William Rose. Nhưng mà anh này lại có một cái dấu hiệu say xỉn khi mà bị bắt. Cơ quan mật vụ đang điều tra là liệu William Rose có ý định đe dọa Tổng thống Donald Trump hay không, hay là chỉ vì say xỉn. Văn phòng cảnh sát trưởng quận hạt Marion cho biết là William Rose đã được đi giám định sức khỏe về tâm thần. Chuyện này làm cho mọi người nhớ đến ngay cả cựu Tổng thống Mỹ ông George W. Bush cũng từng bị một phóng viên của Iraq ném hai chiếc giày khi mà ông Bush tham dự cuộc họp báo ở Baghdad vào năm 2008. Và cũng rất may là ông Bush đã nhanh nhẹn để mà có thể né được cả hai cú ném này. Trong khi đó thì phóng viên này cũng đã bị bắt và phải hầu tòa. Và liên quan đến những chính sách và những người di dân ở ngay tại biên giới giữa Mỹ và Mexico, thì trong ngày hôm nay có những tin tức cho thấy là những cố vấn hàng đầu của Tổng thống Donald Trump đệ trình lên ông một kế hoạch nhập cư trong những ngày sắp tới, bao gồm vấn đề cải cách an ninh biên giới và nhập cư. Những cố vấn cao cấp này
trong đó ngay cả có Jared Kushner cũng cho biết là cố vấn hàng đầu của Tổng thống Donald Trump đệ trình lên ông một kế hoạch nhập cư bao gồm cải cách an ninh biên giới và nhập cư. Kế hoạch này sẽ bao gồm những biện pháp ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và đề xuất xây dựng một hệ thống nhập cư dựa trên thành tích, và đây là một chương trình dành cho người lao động nhập cư trong làm việc trong về vấn đề lĩnh vực nông nghiệp và làm việc thời vụ, cũng như là các biện pháp cải thiện dòng chảy cho vấn đề thương mại. Phát biểu này tại một diễn đàn của tạp chí Times, Jared Kushner cho hay là sẽ trình bày những gì mà Kushner mô tả đó là một kế hoạch rất chi tiết được đệ trình lên Tổng thống Donald Trump trong cuối tuần này hoặc là vào đầu tuần tới. Jared Kushner cũng nêu rõ ra Tổng thống sẽ thực hiện một số thay đổi, có khả năng sau đó Tổng thống Trump sẽ quyết định những gì mà ông ấy thật sự muốn làm về kế hoạch này. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, nước Mỹ theo chính sách của Tổng thống Donald Trump thì cũng sẽ triển khai thêm binh sĩ, mà những binh sĩ này có vũ trang, tới ngay tại biên giới Mexico. Ông tuyên bố là nước Mỹ sẽ sớm điều động binh lính có vũ trang tới biên giới phía Nam sau khi mà binh lính của Mexico gần đây đã chĩa súng vào phía quân đội của nước Mỹ. Tổng thống Trump ông nhắc tới cái sự việc đã xảy ra vào tháng 4 và ngày 13 tháng 4 khi mà binh lính của Mexico được cho là liên tục chất vấn và còn chĩa vũ khí về phía hai binh sĩ của Mỹ đang tuần tra ở ngay tại biên giới. Chia sẻ này trên Twitter cá nhân thì Tổng thống đã cho rằng gần đây binh lính của Mexico chĩa súng về phía các binh lính thuộc lực lượng vệ binh quốc gia của Mỹ và gọi đây có lẽ đó là một chiêu thức nghi binh với những kẻ buôn lậu ma túy ngay tại vùng biên giới. Những hành động như vậy tốt nhất là không nên tái diễn và Washington sẽ gửi binh lính có vũ trang tới vùng biên giới. Đó là những gì mà Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng. Và trước đó thì ngay cả những viên chức quốc phòng của Mỹ cũng tiết lộ ở trên truyền hình của CNN rằng hai binh sĩ khi mà đang tuần tra ngay tại vùng biên giới của phía Nam trên một phương tiện không gắn phù hiệu thì bị một nhóm khoảng từ 5 hoặc là 6 quân nhân của Mexico đã ám sát, chĩa vũ khí và tước vũ khí của một trong hai người rồi lại trả lại trên xe của họ. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ buộc phải triển khai thêm binh sĩ tới khu vực của biên giới Mexico để ngăn chặn dòng người di cư mới từ các nước Trung Mỹ đang đổ về đây tìm đường sang Mỹ. Và ông cũng đã từng nhiều lần cảnh báo là sẽ có những biện pháp trừng phạt, trong đó có việc đóng cửa khẩu chính thức nếu Mexico không có biện pháp ngăn cái làn sóng di cư vào Mỹ. Và hầu hết những người di cư này, thưa quý vị, họ đến nào là từ Guatemala, El Salvador và Honduras. Và những người này họ thường di chuyển từ Mexico tới biên giới Mỹ theo từng nhóm, mà mỗi nhóm họ có thể có hơn 100 người. Mà một khi họ tới được biên giới thì lập tức ra đầu thú trước nhà chức trách Mỹ và xin tị nạn với lý do là nghèo đói và bạo lực nơi quê nhà. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với lại anh Việt Linh.